Em thấy khoái rồi anh ơi à. Ờ đấy, thỉnh thoảng anh em tích tích tiền xong rồi cho tôi vài đồng, tôi coi như đi hát hàng rong. Rồi, chào mừng anh em đến với Kyo Simulator 3. Lý do vì sao hôm nay tôi quyết định chơi game này tôi đã bảo anh em rồi nhá. Có một bạn play vào Facebook tôi, bạn bảo em biết là anh sẽ không thích game này, anh sẽ không chơi. Và để em nói thêm là game này có Invite a friend to join này. Ôi cái gì đấy? Rớt, rớt, rớt cái Ui, dây xuống à? ui, alo, intro Skyrim mày, chúng mày. Hey, you finally awake. You find your way. Oh, what? Come on, man. Mẹ cái game cứt này mẹ nhái á, cay thế đi mẹ. Ua, ai liền có con cầu cổ ai hoàng béo. Ơi, có Saki có lợn. Có Saki có lợn thật đi. Phải lợn, cái gì? Ui, chịu nha, không biết gì. Ui, phải lợn. Ui, chúng mày ơi, nhìn tao ai? Ui, lạp thịt cho mẹ rồi. Ui, ui, cá mập này, baby shark này. Kinh quá ấy. Ấy, kia Hoàng lấy con lợn 20.000 nhá. Bạn phải nhớ 20.000 phải mua ấy. Ui, vãi cái game ạ. Gì đây? Tôi lấy con màu trắng ấy. Cho tao con màu trắng nhá, tao không thích cái màu. Em lấy tiền em mua con hộp. Ui có cả cái skin của ngựa vằn này. Alo Tony Shark nữa cả luôn. Tony Shark. Tony Shark. Ờ đúng rồi, Tony Shark. Hay là lợn. Cái game này phải bãi lìn đấy nhở. Nhưng mà Hoàng nhớ phải mua lợn nhá. Không trốn được đâu. Tao sẽ bắt mày phải mua. Ui. Kiểu đấy. Ui. Mõm hiêu cao cổ mày ơi, đầu hiêu cao cổ. Ui. Ui, Cyberpunk. Ui. What the shit. Có gì rồi. Ui, có cả skill mà. Nè. Ui, cái này skill te vậy. Thiên thần đúng không? Ê, sushi. Chúng mày ơi. Nhảy, có cánh cái nhảy nó còn bay bay hay sao ấy, đúng không? Em ui, phải. Ui, cái gì đấy? Vãi lìn, cái game mày vãi lìn đấy. Tạp nham mày đấy. Tạp nham mãi. Ui. Ê, đúng tạp nham luôn. Game này, ui, có đấy. Cả cờ đốc này. Có cả cờ đốc. Bó tay. Ui. Chất lại đâu. Nào, ít. Ít khi tôi chơi với game vượt rồi. Ui, cái con của mình có cánh nó bay luôn à. Ui, nhảy gì như là unicorn này, vãi. Ui. Ui, đá bóng à. Rồi, rồi. Hoopbo, chứ đéo phải football đi. Hoopbon. Phải ghi bàn. Xíu, vãi luôn. Phản lưới nhà, vãi luôn. Đâu như nào, bóng đâu. Bóng đâu, bóng đâu. À đây, bóng đây, bóng đây. Bóng đâu? Một quả. Mới. Mẹ mấy thằng chơi bẩn đấy nhở? Mới. Ui. Mới. Ghi vào đấy bao giờ? Ơ chưa thấy điểm gì à? Vãi à, bóng bồng dục ạ. Mẹ cái thằng này chơi bẩn nếu chịu được. Trời ơi. Mới. Ghi vào đấy bao giờ? Đổi chiến thuật. Cái điểm gì ạ? Không thấy điểm nhỉ? Mối. Chết một quá. Ui ui ui. Mày bay xa với đi. Đấy ui. Ôi chê. 6 điểm.
Ui được cộng 3099 luôn ạ. Ui cái gì anh? Ui chúng mày ơi. Lên đi lên đi. Lên đi. Hãy lùi. Nhờ cái nhìn nhìn check map xem nó ở đâu. Không ơi cái đi, sao lại hét nào? Ừ hét hay làm gì? Ông dân này cứ tút chúng ta. À. Wow. Bấm wow. Một để nó hét vào. Nó kêu ấy, hiểu không? Ui càng ngày nó càng cao luôn ạ. Ui ui ui. 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 Cao đến ui, bao giờ đấy? Ui đúng rồi. Ui cứu bé. Chọc mặt quá. Ui hết rồi. Còn. Mà chắc à, không. Lấy được rồi. Ui ui 14.000. What the shit. Xem trên cao còn gì không? Ủa nó cao lắm mày ơi, còn lên tiếp cơ, đéo biết lên đến bao giờ ấy. Thôi chết. Đéo biết lên mãi. Đâu vậy đi. Cứu. Lên bao giờ. Ui ui ui. Nó đẩy em ra luôn ạ. Sao mà đẩy được một chỗ thôi. Đúng một chỗ thôi. Không lên đẩy được, không ra lên thật. Không lên được rồi. Không lên được. Ui. Ui. Này anh em nhìn đôi cánh thiên thần này, đôi cánh thiên thần bay rất là từ tốn luôn. Đấy thấy không? Đấy. Ui 20.000 này này, khoan. Ừ, 20.000 rồi kìa, Hoàng mua đi. Ui. Ui. À chép passing kìa. Chép passing ở đâu kìa? Silent Z Senior là ở đâu? À, ui, ui, ui. Ui mày giả bắn rồi. Tao bắn đi mẹ. Mày nhìn chúng mày nhìn tao đang ở đâu ấy. The fuck. Ui ta bắn tao bay mẹ lên ạ. Mày lìn rắc đồ kinh quá ấy. Cái mày rắc đồ rắc quá ấy. Ôi. Ai ôi. Ở xong mẹ nhiệm vụ cho phát sinh rồi kìa. Cái gì vậy? Gì 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 gì. Giết bà già. Vãi đái. Tao đang đi tìm xem có nhiệm vụ không ấy. À thế đâu rồi. Ui vãi lìn vào cây xăng, húc cây xăng chúng mày ơi. Vãi luôn. Ui. Mà tao vào húc cây xăng, húc nổ vào cây xăng luôn. Ui tao mèo, trên đêm lái xe này mèo. Ui. Xe gì ấy? Đéo biết con kêu cao cổ lái xe trông nhau. Đi không anh. Ghost Rider. Trời ơi. Hi. Yeah. Nido in a crate stack. Cái game này nó đéo chỉ rồi. Mày ơi, nó bắt phải tìm đấy. Tìm xem cái chìa khóa vào phòng tắm ở đâu. Chả biết nó ở chỗ nào. Mất xe máy. Uầy. Siêu năng lực vậy đấy. Ui. Cả xe cảnh sát luôn này. Cảnh. Hay là một electro. Ôi đừng giật xe em không. Đang đi kiếm xe đây. À tôi đang đi kiếm nhiệm vụ ấy mà không biết nó ở đâu anh ạ. Cái xe kéo là xe đéo à? Cái xe này à. Thế là xong. Bố mày hút xong luôn. Phải. Kéo nhiều. Chơi để sáng tạo đúng không? Ơi dưới có gì vậy? À đây. Đây vẫn là chỗ cũ ấy. Rank up rồi. Tí là anh em về cái chỗ quỷ dê mà xem. Ngon. Ngon. Đó, tiếp em ạ. Quest tiếp rồi. Hết mẹ rồi. Mua được rồi. Here. Mua con cá mập rồi. Mua nhìn này. Ê chúng mày ra ta test thử mà. Ui. Ai lừa. Mới chai đâu.
Vãi luôn. Cái thằng Hoàng ấy, cái skill, cái skill mới bẩn đấy thì bạn. Cái này là mình phải cho cái gì vào đây này, nó sẽ ra một cái gì đấy tao ấy. Ôi cái skill thằng Hoàng là cái gì mà chân dài ra đấy, sợ ấy. Đấy. Ôi. 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 Game này bốc kinh. Ôi. Thằng Hoàng, ôi, vẫn đứng chân dài này. Thế đồ đồ anh bắt được em. Tao có thể bắt. Ôi, đồ nó rất skill. Đấy, thằng ngoài như thằng ngoài rồi. Nó bảo bây giờ phải bôi trơn cái máy này. Mẹ chúng mày. Có dầu không? Đây vào đây có cái gì này? Quỷ dữ các kiểu là kinh vãi. Sacrifice some scale. À, mình phải bỏ mấy cái con bù nhìn vào đây. Đi tìm bù nhìn xem nào. Bù nhìn. Ờ. Đeo rồi, tao mang thêm thằng nữa về đây. Sacrifice, hy sinh một vài thằng, hy sinh giết mà. Scarecrow sao giết được. Ui, nó sáng dần rồi này. Wow. So... Rồi, được rồi, sao ấy. Ui, à, nó hồi sinh. Ít mẹ nó hồi sinh mấy thằng này ạ. Ui nó mày đi chưa chúng mày mẹ chàm được cái cứt gì thì mẹ phế mẹ lìn. Ui trò chơi dê quyền thì ê có cái car derby là cái gì đấy ra xem à. Thì thời gian xem nó xong nghỉ mai tiếp anh ơi, mệt quá rồi, chắc đang sốt à, đang mệt. Đây. Raimi. Ơ. Nó đang cưỡi tao ấy mày, nó cưỡi tao ấy, nó hiểu cưỡi kiểu gì. Ôi. Im để nó xem nào. Ok kia. À gì đây. Phải cả cưỡi ạ. Trông tiểu đấy. Cưỡi tao đi. À đây rồi. Khác đéo thì thằng Woody. Tao hút đi của Toy Story kìa. Nhéo hắc gì luôn. Hút đi. Bắt đầu thấy mình là con dê hay mình là con người. Nhéo hiểu thôi. Trời, The Witcher. The Witcher. The Witcher 4. Trời ơi. À, tranh giành ngôi báu hay cái gì ấy chúng mày ơi. Chờ thằng Thanh thôi mà. Car derby cái gì? Car derby không biết là cái gì. Đua xe á. Đua xe bắn súng. Ờ đúng, cưỡi đang cưỡi đỉnh luôn. Sao thằng Thanh vẫn đập được. Ui. Đây là phim gì nhỉ? Cars đúng không? Đờ mờ địt mẹ 1252556. Đụng má của. Mày ơi. Ở đua đâu? À phải lái vào sườn của địch để cho nó nổ. Phải lái vào sườn nhá chúng mày nhá. À không phải, lộn cái sau đít chúng mày ấy. Nói chung là húc đít nhau. Đây rồi. Đi nhau húc đít nhau. Đụng mía. Ấy chết rồi, mình vẫn còn trinh đít, bỏ mẹ ơi. Ơ, tao bị gì đây, sao tao không đứng lên được? Spam. Đấy, được chưa? Lão. Sời, đù mà. Không được để mất bom, mà không được để mất bom. Giữ trinh đít, cái này cho trò chơi giữ trinh đít. Đừng hút mi. À, khó thế, còn một quả khó vậy đi. Mẹ. Mẹ, tao bảo giữ trinh đít kinh quá ấy.
Ông hai ông Thanh. Sống sống dài hay tay huyền thoại. Em. Ồ kìa. Rồi. Úi này rồi. Rồi. Ok. Có mẹ cái xe để hút được. Ok. Đây rồi. Ui rồi. Yeah, VD game thắng gãy rồi. Quả của chúng tôi à. Má VD game chưa thua quả nào luôn. Cùng chơi trò chơi bảo vệ trái đất.